Cho con nói chuyện bạn tí được không? Bà, cho con nói chuyện bạn tí được không? Dạ, bà tấp vô đây đi bà. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đi về lại Hậu Giang á, bắt gặp được một bà cụ đi vớt củi nè, muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị ha. Dạ bà ơi, cho con nói chuyện bạn tí được không? Bà, cho con nói chuyện bạn tí được không? Dạ, bà tấp vô đây đi bà. Quẹo. Vô bờ đi bà. Dạ, con ghé con tâm sự bạn tí ha. Dạ, tấp vô bờ đi bà. Dạ, tấp vô bờ đi con nói chuyện bạn tí xíu. Cũng tình cờ thôi cô bác của anh chị gặp bà cụ đi vớt củi á, nên muốn chia sẻ đoạn clip này cho cô bác của anh chị biết được luôn ha. Ở đây thì sình không à, bà bơi qua bên kia đây đi bà. Vừa hồi kêu bà đợi để bơi qua bên đây nè cô bác anh chị, bên đây có đống củi vậy nói chuyện với bà hơn. Cũng tình cờ thôi gặp một bà cụ cũng 60-70 tuổi gì rồi lúc đầu gặp bà cũng lụp chụp để mà bắt kịp những cái khoảnh khắc á, thì có gì mong cô bác anh chị thông cảm cho Bùi Hồ ha. Xích đây tới bà. Trời ơi, cái ghe củi đầy ắp luôn. Củi đi lụm như chai lông vịt nữa. Dạ, bà đứa, xích vô đi bà, xích vô đi bà. Lụm nhựa nó hả, lụm mũ nó hả? Lụm mũ trôi sông. Đúng không bà? Lụm mũ nữa, bán nữa. Rồi, xích vô, đây con nắm bà, đây con nắm bà. Hết vô rồi. Hết vô vậy được rồi. Vậy được rồi bà. Nó cũng xin xình quá cô bác của anh chị, mặc dù là vậy không biết làm sao mà cho bà nói chuyện để cho con gắn cái mít vô vô bà cái. Nói chuyện gì vậy? Con hỏi thăm bà tí xíu thôi ha. Bà cho con đeo này vô cái bà, đây để đưa áo bà đây con gà vô rồi rồi đó bà. Bà cụ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 81 tuổi rồi. Ôi trời không ơi. Không lấy đường đi xá trơn á. Không lấy đường đi xá vậy. Là bơi vậy chứ chá là chú tôi gồm đâu biết mặt nó đâu. Rồi sao lấy đường bơi? Thì cũng thấy đường bơi bơi gì nè. Bởi vậy chứ vỏ tàu hồi nãy nó chở ba cái gì đó không biết nó. Bà nội sao bà bơi qua bơi lại tính thấy đường đâu tao bơi qua bơi lại chứ sao? Tao đâu thấy mày đâu. Tao đâu thấy đâu. Không mày dấn tao vô tao chết liền chứ gì. Vậy hả? Có lần nào nguy hiểm vậy chưa? Không. Không lâu đi lần chứ đâu đi hoài. Bà lâu lâu mới đi lần ha. 5-6 ngày, 7-8 ngày mới đi lần. Đi rồi à, vớt chai chai lông vịt luôn chứ xuồng ở đâu mà nó cũ dữ vậy? Trời ơi, xuồng tôi vớt mấy chục năm rồi. 2-3 năm gì chứ. Rồi củi này là nó trôi dưới sông hả bà? Ừ. Rồi bà vớt lên. Ừ. Vớt để làm gì, chụm hay chụm? Ừ. Vớt gì những cái khúc củi nó to quá rồi sao? Gì chặt ra. Chặt ra. Ừ. À. Con nó cưa ra. Bà sống với ai? Sống với con nhỏ thứ bảy ở đằng trước, rồi thằng Út ở đằng sau, rồi tôi dẫn đứa nào thì tôi xuống đứa đấy à. Có hai đứa con dẫn đứa này lên đứa kia hả? Con đông lắm, nó ở Bình Dương có, ở Tây Ninh có, đi bằng mướn không hả? Con đi làm thuê hết. Ừ. Bà có hai đứa con là ở với lại... Sáu thằng trai. Sáu thằng trai. Đứa gái. Rồi ở nhà là ở chung với ai? Ở chung như thì tôi nói là ở với thằng Út nhỏ thứ bảy, nhỏ đằng trước với thằng Út đó, miễn tôi dẫn đứa nào thì tôi xuống đứa đấy à, miễn tôi dẫn nhỏ thứ bảy tôi lên thằng Út, rồi tôi dẫn Út tôi xuống thứ bảy à. Nhà trên thì dưới vậy đó. Dạ rồi, có nhà cửa đàng hoàng hết. Có mà nhà con nhỏ thứ bảy nghèo lắm. Nghèo sao bà? Nghèo nó không có chỗ cất nhà, rồi nó cất một trước đó, rồi nó cất thằng bậy bạ chứ nhà nước đâu cho cất. Dạ cất nhà tạm ha. Ờ à, cất nhà tạm, cất nhà lá đó. Dạ. Rồi cái mà nó chỗ nghèo đó rồi ta cho tên lộc lên. Ờ, cái tay của bà kìa lạnh ngắt luôn, nó teo kìa. Té nè, té hồi nhỏ nè. Ờ. Té hồi thằng thứ hai 5 tuổi. Dạ. Rồi gặp chuột té. Ừ. Rồi ông cụ còn không bà? Ông chết rồi. Mất lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Rồi trước đây là bà với ông cụ đi vớt hay sao?
ổng mạnh ông cũng vớt, mạnh tôi vớt à, ổng chiếc xuồng tôi chiếc xuồng. À, hai vợ chồng già đi vớt. À. À, mỗi người đi vớt một hướng. À, cũng như ổng đi hướng này, tôi đi hướng khác. Dạ, vớt này là để có chậm. Có đó thì bán không à? À. Cũng có bán có. Bán là một khối củi nhiêu? Thước củi có 100 à? 100 ngàn. Dễ bị củi này bán dễ ghê à? Ừ, gì là đường thước cho bà? Trời ơi, ai có biết đâu, chiếc xuồng này nó chìm lên chìm xuống tôi có biết đâu. Trời, chiếc xuồng mà trắm bằng đất sét á hả? Trời ơi, chiếc xuồng tôi nói chú nghe mắc cười. Tôi chét bằng đầu chai. Tôi chét chai viết, tôi chét xi măng. À. Bị cái thằng bán xi măng kế bên đó có 2.000 ký đó. Dạ. Cái tôi mua xi măng thì tôi chét. Dạ. Chét xi măng nó gãy đổ trơn, giờ tôi chét đất à. Dạ. Giờ chét đất luôn. Chét đất luôn. Tại sao không có tiền mua xuồng mới hay sao? Mở xuồng gì nhìn gớm, nó cũ như vậy. Tiền đâu mua? Không có tiền. Trời ơi. Sinh đứa con út, con gái. Người ta nghèo chân luôn chứ bộ người ta khá đâu. Vậy hả? Nghèo chân luôn. Rồi bà, cái bọc gì bà? Dầu. Dầu hả? Với cái áo mưa đem theo. Dầu đâu? Cho coi với. Dầu xanh mình đó hả? Ừ, trầu vàng nè. À, trầu. Ăn ừ. Bà ăn trầu. Trầu. Là ngày mua tốn tiền như tiền trầu. Trời ơi, tôi muốn biết ăn hết thì tôi mua 20, còn cao 30, 20 vậy thôi chứ đâu có mua nhiều. Vớt vậy đủ đủ tiền trầu cao không? Đâu đủ. Không đủ hả? À, tôi đi ra lộ, tôi đi về già đó, ở sớm người cho 10.000, 20. Ai cũng cho hết trơn á. Ai cũng cho bà hết trơn hả? Ờ, bị tôi đau cái... khớp? Cái gì nè, tôi đau đau khớp này nè, là tôi đi buộc tôi bò không. Tôi bò tới mấy tháng lận. Tôi bò không à. À. Rồi cái con tôi nó mới... mua thuốc gì uống sao nó hết năm nay mới được, năm nay 2 năm rồi mà bây giờ uống thuốc hoài chứ không uống thuốc là đi không được. Sáng nay là bà đi vớt lúc mấy giờ? À, có khi 7 giờ tôi đi, có khi tại sáng tôi đi, có khi là đi sớm có khi là đi trễ đúng không? Ừ. Mà bây giờ con nghĩ là gần 11 giờ rồi. Dữ vậy đó hả? Dạ. Để vậy con coi đồng hồ thử. Tôi về nhà cỡ 12 giờ. 12 giờ là tới nhà. Tới nhà. Đây lên nhà bà xa không? Tại vì chẳng mà không biết được cây số không á. 11 giờ rưỡi rồi đó bà. Vậy là về nhà 12 giờ. Sáng bà có ăn gì chưa? Thằng bún mình quán đó đó. Có tốn tiền không? Không tốn. Nhiều? 25 ngàn. Trời, lỗ luôn rồi. Bởi vì bằng cho nó chụm mà lại lỗ vậy. Bằng vậy cho ai chụm? Thì nhà tôi ở Úc á. À, cho Úc chụm. Ừ. Chứ không có bán nữa. Bán gì giờ thấy đường đồng với củ tốt bán. Củi tốt ta mới mua, củi cũ này ta không mua đúng không? Không có, củi xấu mà anh tốt. Còn tôi vớt gặp ra, tôi đụng ra chứ ta mua nhóc hết trơn mà đâu có bán được. Ngoài bán vớt... bà chê mất công quá. Ngoài vớt củi ra bà còn đi lụm ve chai nữa. Ừ, lụm ve chai nữa. Bán nhiêu 1 ký? Ve chai cũng dễ ghê à. Ba vớt hôm vừa bán được 27 ngàn. Rồi nghỉ tới nay mới đi nữa đó. Ừ. Rồi bà có nhiều người con đó. Rồi mấy người con không nuôi bà được sao mà để bà đi vớt? Dạ thôi thì tới Tết nó về cho tiền rồi. Chứ nó cũng nghèo không chết đi bằng nuôi con không đủ nữa. Ừ. Giờ còn thằng ở Bình Dương, thằng ở Tây Ninh. Có gửi tiền về cho bà không? Không, không. Có thằng thứ hai này ở Quả Tiến nè. Dạ. Thì lâu lâu lên cho 200. Dạ. Rồi Tết thì đứa cho được 500. Dạ, cũng êm rồi. Ừ. Bà ăn trầu được bao nhiêu năm rồi? Trời ăn hồi đẻ thằng con thứ hai tới giờ mà nó 6 mấy tuổi rồi. 6 mấy tuổi rồi? À, con thứ hai bà 6 mấy tuổi luôn rồi. Ừ. À. Ăn trầu ghét ghiền phải không bà? Ừ. Không ăn là mình cảm thấy nó buồn buồn miệng đúng không? Ừ. Có mà trầu mắt ha. Vừa cao mắt á, trời ơi, ăn trầu ăn cao không mệt. Có vôi không? Có vôi không bà? Hả? Có vôi không? Có quét vôi vô không? Có chứ. Vừa uống chỉ thuốc nữa. Có sẽ đút vô nữa hả? Ừ. À, mà giờ lá trầu mua cũng khó. Trầu giờ xuống chợ 10 ngàn ốc, còn trầu vườn á hôm qua tôi lậu. Tôi lậu qua tôi mệt quá cái nó kêu làm nó đi. Rồi nó bẻ rồi nghỉ ngồi cái lậu gì à. Cũng như cái giò uống thuốc vô thì đi nó được. Còn không uống cái đi nữa chừng chừng lại. Nó chừng là nó đau chứ nó có nhét. Dạ. Đau không à. Rồi con muốn hỏi bà là bà đi gì rồi tuổi cao sức yếu xương khớp nó không tốt nè. Rồi xong nó sâu nữa, nó nguy hiểm cho bà. Trời ơi thằng Út nó cho đi đâu mà tại tôi đi chứ nó đâu cho đi. Ừ.
Nó nói bà ăn cơm như tôi mua cho bà với gạo với sinh năng hàng tháng. Nói là sao? Gạo hả? Gạo với sinh năng hàng tháng ta cho. Ai cho bà? Trời ơi, người ta cho nhất à. Mời anh nhà thờ, rồi với người ta tháng sao bố thấy đó, cho nhất à. Dạ. Mà thứ bảy, tháng 7 này là tôi xin năm nào cũng 200 mấy, 300 ký chứ. Trời. Gầm tháng 7 ha. Gầm tháng 7 á. Rồi xin ăn hết chưa ha, nguyên năm chưa hết nữa. Mà rồi đi với củi làm chi cho cực. Ê, tôi nói chứ nghe đâu phải mà ăn năm. Rớt chỗ xin gì là có. Mình ăn mớ, rồi mình không tiền bán mớ. Bán nữa. Bán ăn chậu. Có nghĩa là lấy gạo đổi đổi trầu. Chứ rồi không có tiền rồi làm sao. Trời ơi, cấp tôi đau ha, tôi bò không á. Rồi tôi đi ra lộ, tôi đi cà lắc cà nữ đó. Ở trên xe ghé cũng cho nhóc luôn, người 20, 50, 30 vậy đó. Dạ. Mà đi không được, đi cà lắc cà nữ vậy. Ngày xưa nuôi con nhiều quá, bây giờ con khổ quá, không có nuôi lại được, buồn không? Không. Không. Trời ơi, buồn cho nó cái mà con nó quậy nó chứ, đi bằng mướn mà làm sao không tiền mà. Nó quậy quá trời hết luôn. Thôi mỗi người mỗi cảnh biết đường đâu nói, nhưng mà phải con cái thì cũng còn lo cái thế hệ ở con nữa, đúng không bà? Cái thằng thứ ba tôi ở Tây Ninh đó là giờ nó cũng 6 mấy rồi, anh nó thứ hai 6 mấy, nó cũng 6 mấy rồi đó. Có cháu luôn rồi? Cháu cóc, cháu gì không có đâu, có hết trơn à. Mà thằng đó nó cưới vợ cho nó rồi, về có đứa con bự thì nó quậy, trời ơi, nó quậy xe tôi chứ. Không biết đi làm gì mà nó quậy ông già, nó quậy tới giờ. Nó đi 17 năm mà về cất cái nhà không được, nó không về đó. Dạ, có nghĩa là đi làm rồi cất nhà không được rồi buồn quá không về quê luôn. Quá không về quê mà thằng con tôi thì nó là gì à, vì nó có cái chòi cái gì nó cũng ở, còn dâu nó không vợ chảnh bị cái thằng thứ hai nó có vợ chảnh á. Rồi không biết gì, ông tháng 9 tháng 10 này nó nghỉ mặn rồi nó người hổ hoài. Rồi bà vớt vậy nè, rồi lỡ nữa chừng có khi nào nước vô nhiều quá quên tắt nên nó chìm xuồng không? Trời ơi có chứ, mà tôi lộ dở lắm. Lội được hả? Trời, tôi lội hay lắm à. Dạ. Tôi bây giờ xong kháng tôi không sợ, mà chỗ nào tôi không sợ nhưng tôi lội hay lắm. Lội sao? Bây giờ xương khớp vậy sao lội? Trời ơi, tôi gất xuống nổ phình à. Gất xuống là nổi hả? Nổ phình rồi tôi bơi à. Dạ. Trời, tôi gất một chuồng củi gì nè. Tôi qua cây cầu sao nó chìm ngắm hết trơn, rồi tôi lội xuống tôi mò. Mò từng cây củi luôn? Tôi cầm mấy cây tre bị cái kinh ở trong này sâu lắm. Tôi cầm cây tre xuống tôi mò. Lặn xuống dưới luôn? Không có lặn, tôi mò. Tôi khều cái giò mà giọt bẻ cái tôi nổi lên vậy. Tôi nói mấy đứa nó gầy quá trời. Đúng rồi. Giọt bẻ cái tôi nổi lên. Giọt bẻ nổi lên? Giọt bẻ cái tôi lên. Cái hết tôi mò. Tôi mò cho tới 3 giờ không biết được phân nửa chứ còn như tôi. 3 giờ chiều? 3 giờ chiều. Rồi đói rồi sao? Đâu có đói rồi. Ở đó tôi đi tôi đem cơm theo. Rồi bữa nay tôi ăn bún rồi thôi. Bây giờ già cả mình 80 mấy tuổi mình không được nghỉ ngơi mà mình phải đi kiếm củi mình chậm hoặc là mình bán. Rồi bà có khi nào bà thấy buồn tuổi không? Cũng buồn chứ, buồn mà buồn cho con tôi. Cũng như nó đi bằng đặng mà nó kiếm vốn về các nhà. Mà đi bằng nhiều là con nó quậy chứ. Rồi có khi nào mà mình buồn cho số phận của mình không? Người ta là 80 mấy tuổi con cái phụng dưỡng rồi, bây giờ mình dậy đi lăn đi vớt củi với từng ngày nào buồn không? Không, sao mà tôi đi vớt nó đâu cho đi, tại tôi đi chứ nó đâu cho đi. À. Nó nói má già không có đi đâu chứ, ăn bao nhiêu cơm đâu. Đúng rồi, ngày bà cụ ăn được mấy chén cơm? Trời ơi, có khi 1 chén, có khi nửa chén, có khi 2-3 muỗng, ăn không ngon. Nhưng mà đi lao động gì cho vui đúng không bà? Tôi đi về mà về tôi ăn được. Coi như là cái số phận của mình rồi. Mình không lo, mình mẩy ướt nhẹp hết trơn kìa. Ướt hết trơn rồi. Lạnh không? Không. Trời ơi, đổ mồ hôi tôi bằng dữ lắm. Chiếc xuồng của bà bây giờ bán không? Không. Bán tao 100 triệu. Trời. Chiếc xuồng ai mua? Bán 100 triệu tao mua kìa. Ai mua? Người ta. Thôi. Bán để ăn trầu. Chú mua. Rồi chú mua. Con trai tôi nó la trời ơi, tôi muốn kéo cái xuồng lên tôi đập quá. Nó nói bây, đừng kéo. Rồi nó đòi kéo cái xuồng lên, bà nó không cho tôi đi. Bà cụ thứ mấy? Bên tôi thứ Út, còn bên ổng thứ Út. Hai. Thôi kêu bà Hai đi. Mà bà Hai đi vậy con cái không cho, lỡ mai mốt
mà lỡ chìm chìm xuồng mà lỡ dập bẻ giống như bà Hai nói nguy hiểm lắm nha. Không, tôi không sao đâu. Nó gầy quá đâu cho đi. Bật đi mà phát cửa lại. Nó còn không cho sư ra nữa. Cũng ngã trên nó bị phát cửa. Thôi bà thức bà đi qua. Rồi bà Hai có ước muốn gì không? Muốn gì vậy? Con tôi nói người ta già người ta chết, ta còn tiền nhóc má chết nữa, không có ông bạc nào chứ, đúng rồi. Tao có nhiều tao mua hết nhiều mà còn đâu có. Trước đây là cụ làm cái gì? Còn trẻ? Hồi trẻ thì bằng ruộng. Còn có ruộng ha, bây giờ vẫn có ruộng hay cụ ha? Hết trơn rồi. Hồi ông chết tới giờ, ông còn sống làm hết rồi. À. Ngày sau này là không làm ruộng nữa, làm cái gì? Không làm ruộng rồi thì tôi đi vậy nè, còn con tôi thì thằng Út nó mặn cây nước rồi nó đi mặn mướn người ta, nó mặn cây nước rồi nó ai mướn gì nó mặn đấy. Rồi giờ cụ dự định là đi vớt củi đến khi nào? Trời ơi, ai biết sự liên hòa chứ chị nào mà sao sao chứ ai biết đâu. Rồi ve chai đó là mấy tháng cụ mới bán được tiền mua trầu chai hả? Tiền đi về vô bao thì nó đầy bao bán, mà ăn bao chừng 5kg trở lại à. Là bán được nhiêu? 20.000, 4.000kg. Dạ, mấy ngày mới đầy bao? Thì đi về ra về đầy bao đó mà không biết bữa nay sao nè. Đi mỗi ngày đi là đầy bao đó hả? 5-6 ngày mới đi mới có, chứ còn mỗi ngày đi đâu có. À, không có hoài, có nghĩa là 5-6 ngày nó mới có chai ở dưới này nữa, cụ mới đi lượm nữa. Ừ. Là 5-6 ngày mới đầy bao, là 5-6 ngày mới được 20.000. Ừ, đó đó. 20.000 với lại củi. Củi bây giờ là không còn bán nữa. Không còn bán nữa. Con dâu nó chậm. Dạ. Cho con dâu nó chậm. Ừ. Dâu làm ở nhà không có bếp ga sao mà bây giờ phải chậm củi. Nó nấu nước không tắm. Người cấp nó nuôi heo, nấu tắm heo. Bây giờ nó có nuôi heo nấu nước tắm. Rồi như nó nấu cơm thì trong điện rồi. Dạ. Rồi bếp ga thì nấu ít thì nấu bếp ga, còn nhiều thì đem ga nấu củi. Dạ. Như nó hầm gì, nó mua gì, nó hầm mấy chục củi. Dạ. Có bông súng nữa hả vậy kìa? Bông súng nè. Đâu, lấy ra con coi với bà cụ. Bông súng rồi mà cái gì? Rau muống. Không phải. Ủa? Rau nhút. Rau nhút. Bông súng này mọc ở dưới sông á. Ở dưới sông nhóc mà tôi không có lấy bự, tôi lấy nhỏ vậy nè gì à. Chứ mà cái này gì mà luộc ăn. Vậy là đâu có tốn tiền đâu. Nấu cơm thì gạo ta cho rồi củi thì rồi vớt về nấu. Không tốn tiền bếp ga. Không. Rồi đi vớt vậy là lấy bông súng nấu canh. Nấu canh. Rồi lấy ve chai bán đổi tiền mua cá. Không. Vậy là bà cụ lao động vậy là đâu tốn tiền đâu. Tốn tiền trầu thôi. Cá con tôi nó mặn có. Nó kiếm cá hay lắm à. À. Cá là đồ ăn khó kiếm. Rồi có khi nào có ước muốn được chiếc xuồng mới không? Bây giờ còn ước gì nữa? Hết ước rồi. Thôi chiếc xuồng này có vậy quật quạch cứ đi vớt đi, khi nào mà già nghỉ luôn. Già nghỉ luôn. Khỏi ước nữa. Khỏi ước đó. Có bao giờ ước có tiền nhiều không? Tiền nhiều mà không ước sao được. Trời ơi, mua số. Tôi nói thiệt chú ha, chị gái cho tôi cũng số làm tôi cứu con tôi. Cứu con tôi? Cứu thằng thứ ba với thằng thứ tám ở Tây Ninh mà. Ủa ở cái gì trên cái chỗ gì nữa tôi mới nói Tây Ninh. Không, Tây Ninh thằng rồi còn thằng ở Bình Dương. Bình Dương. Không mấy hả? Cái thằng thứ ba đó. Thấy con thấy con khổ tội nghiệp quá hả? Hả? Thấy con khổ tội nghiệp quá hả? Nó không khổ, hai cha ba cho con bằng là mười mấy năm này là về cất cái nhà linh đình luôn mà giờ không có về được. Ừ. Bây giờ quay lại sao con mình nuôi mình chứ bây giờ sao mình có sức khỏe nuôi mình chứ sao mình ước mình trúng với số để mình cứu con mình. Thì đó nó trúng với số đâu cứu đâu mà không biết chừng nào trúng luôn, không biết luôn. Vậy hả? Mua chứ mời về chiều ké vậy. Mua lần nhiêu tờ? Tờ một hả? Tờ một trúng đủ không? Cứu đủ không? Trời ơi, cho vậy chứ làm sao đủ. Anh cho ơi. Nhiều hả? Trúng cho con mình nhiêu? Tôi trúng nhiêu tôi cho hết trơn à. Cho hết trơn, rồi không giữ mình giữ già sao? Thì giữ cũng vài chục ngàn á. Cái gì? Giữ vài chục ngàn, vài chục triệu gì đó. À, để mua trầu ăn thôi. Mua trầu ăn.
mà biết chừng nào chúng trời tôi mua sao mà tôi mua bữa tám tám triệu không có cái gì chứ quá trơn rồi mà không thấy đường sao dò số con tôi mừng chắc chịu tôi nói ơi mày tao mua cái này kìa nó đài nào đâu mày dò cái dò có gì đâu không dùng à là con trúng trúng rồi giấu luôn nó không trúng rồi sao trời con tôi đâu có giấu đâu có giấu cái tay của cụ sao mở mốp hết kìa thì đi từ sớm bao giờ nè lạnh ha không có lạnh tôi không có lạnh mà tại tôi lực dữ lắm cả đời sống vì con thấy thấy mệt mỏi không tôi thấy đứa nào nghèo với con nhỏ thứ bảy ở trước cửa tôi đó nhỏ nghèo cũng cô có số điện thoại không trời ơi hộp số điện thoại mấy thằng nó cho nhóc mà bỏ trơn à đây lên nhà cụ là bơi còn xa không bơi vô kinh đó mới chở về đây nè à vậy là hiếm lắm mới gặp được cụ ngoài này bơi xa lắm bơi xa tôi bảo cái chỗ cái nhà mà cái thằng gì nó làm nó bán công ty bán sắt bán đá đồ gạch đằng trước chắc cái đóng đó đây vô giọng á nhưng mà tuyến đường này hỏi bà cụ tao biết không 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 ai biết hả ở dưới Khúc Dương biết vậy là ở có tên tung mà tên ổng mới biết chứ còn tên tung không ai biết chứ à vậy là có duyên lắm con mới gặp được cụ đúng không cụ tên tôi bên đây mà hồi anh ruột tôi ở 125 gì đó mà hỏi tên tôi không ai biết người nữa mà kế bên luôn chị biết bà chị biết người ta chỉ biết trên sông này ta chỉ biết bà cụ với củi thôi chứ không biết tên gì á không tên nhất thì biết bị tên ổng còn tên tôi không ai biết chứ tôi về đây là tôi nay tám mấy tuổi rồi đó đâu ai biết tên tôi tại vì thì Bùi Hồ cũng còn công việc nữa nên không có thời gian tìm đến nhà cụ với lại muốn đi với cụ á là phải đợi cụ bơ đến khoảng hơn 12 giờ mới đến nhà bây giờ khoảng bơ 1 giờ mới đến nhà mọi người thì cũng như cô bác quý anh chị thì không biết sao luôn nên tình cờ hôm nay là gặp được cụ tám mấy tuổi rồi vẫn còn đi vớt củi mà đặc biệt là cụ có nỗi lo là lo cho con mình nó khổ quá không biết làm sao ước mơ lớn nhất là trúng tờ giấy số để cứu con mình nhưng mà bây giờ còn được nhiêu tiền hả cụ còn được nhiêu tiền trời chứ mời đi mấy nhỏ cho có mấy chục à có mấy chục hàng à rồi ăn hết chưa ăn hết 25 ngàn rồi ra còn nhiêu cho con coi với chứ dạ mượn còn có mấy mượn coi á có mấy ngàn hả cho coi coi trời ơi có mấy ngàn bạc à có gà kim tây nữa kìa trời đất ơi sợ tao lấy hay sao á trời có bóp luôn có bóp luôn dữ chưa có tao cho nè còn có nhiêu nè đâu mở ra cậu còn 25 ngàn chân rồi cho con mượn đi đói bụng quá dạ cho con mượn cho con luôn nè con đói bụng quá cho con luôn nè thiệt không thiệt cho có đòi không không cho con luôn mà trời đây. Bà tử tế lắm bà tử tế giọng lắm rồi bà đói bụng rồi nữa chừng bà ăn uống gì không có uống ăn chân bơi về nhà là có ăn uống à lỡ nửa chừng trên sông này khát nước thì cho con này dành uống nước mà khát nước sao không không có khát nữa mới uống rồi mà sao lão quắc mà cho luôn cho luôn trời ơi tôi hen tôi ăn coi chầu mà còn chừng 2-3 lá bà này lại cũng đây cho nè cho rồi cái chạy đi kiếm vậy đó rồi con chạy con có xe kìa con chạy đi luôn rồi sao hả con lấy 25 ngàn của bà chạy con ở đá con mà bà đừng biết cho con người mà cho chạy luôn rồi cho có đòi không không hứa nha lỡ đòi tiền đâu trả đòi tiền nó trả nó chơi con giỡn chứ chơi với cụ á tay Bùi Hồ cầm máy thì tay Bùi Hồ rồi không có đưa hai tay được xin lỗi có gì cô bác quý anh chị thông cảm ha mà chú đi cái đường này hen là tôi nói chú là người ta cắt gạch ở đằng trước đây nè đầy đà đóng rồi chú dọn cái chòi bên tôi bên đây cái nhà của con gái tôi nói nhỏ thứ bảy cất trước bên cái chòi phía này cái chòi là chòi tôi hai cái chòi luôn cụ ở chòi bằng ngày thì ra chòi bằng đêm vô nhà ngủ ngoài chòi không có ngủ ngoài chòi bằng ngày thì ra còn bằng đêm thì vô nhà trên ngủ cho mát thôi thưa với bà hai thế này nè hôm nay là tình cờ con gặp bà hai trên cái đoạn đường này thì cũng con không biết nói là sao á thì cũng may mắn mới gặp được bà hai tại vì 5-6 ngày bà hai mới đi vớt lần thì con đến đây thay mặt cho cô My ở Mỹ có món quà gửi cho bà hai con gửi cho bà hai là một chai dầu đây chai dầu gió xanh tao chai dầu này mang ơn nè đặng tấu chức sức hợp tại vì con không có đem tại vì còn mấy cái
Salon Bass bên con không quên bỏ xe của đâu, chú Kenvin. Bằng đêm nó nhức dữ lắm. Ủa, nó con ra mặt cho cô Mi Mỹ gửi cho bà tặng bà cụ 500.000 ăn trầu. Trời ơi, cảm ơn nha con. Trời ơi, còn thử bà nữa. Bà có sao nói vậy? Bây giờ ở sớm nha. Tôi nói đừng ai kêu tôi nói dốc nha. Tôi nói dốc tiếng trước tiếng sau à, tôi trở lại liền à, ai cũng cự chứ. Nói dốc cũng được. Tôi thấy tiền ăn vậy tôi nói hai bữa tôi trả là hai bữa tôi trả, tôi không có. Hai bữa làm gì có tiền trả. Xin con. Dạ. Có thằng thứ hai chứ nó không có cho nhiều mà 100 cho hoài, miễn điện nó là nó cho, điện nó cho anh đem lên. Con cái thì cũng muốn lo cho ba mẹ, tuy nhiên thì cũng đi làm ăn xa rồi khó khăn, cuộc sống bấp bênh bấp đổi ngày này qua ngày kia, thành thử là cũng muốn, nhưng mà lực bất tòng tâm cô bác của anh chị thì cũng mong rằng là khi mà các anh các chú các cô á, xem được là con của bà cụ á, xem được cái đoạn clip này cũng hoan hỷ bỏ qua. Bùi Hồ chỉ muốn chia sẻ đoạn clip về một bà cụ đi nhặt củi trên sông để nghe bà kể những cái câu chuyện của bà thôi, cũng như là thay mặt cho cô chú cô cho cô My ở Mỹ á, gửi cho bà ít một ít để cho bà ăn trầu. Có mua trầu quanh năm khỏi đổi gạo lấy trầu nữa. Hôm nay thì con đến đây con cũng không biết nói gì hơn, con cũng chúc cho cụ luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha, luôn mạnh khỏe, rồi khi nào mà đừng có đi vớt củi nữa, nhà cho con cái lo, con cái cụ cũng rất là có hiếu luôn, nhưng mà tại chắc có lẽ là cuộc sống khó khăn ha cụ ha. Thôi bây giờ con không làm mất thời gian của cụ nữa, cụ đi về sớm để ăn cơm với con. Rồi bye bye cậu, cắt chai dầu cho cẩn thận. Cắt tiền nữa nghe. Nó hết, nó nay nó thằng Út á. Má, bộ nãy bà không tiền cho bà không viên bún. Ê còn mày, còn vô mà móc hết đây. Móc ra cái hộ, nó cứ cho 50%. Nó cũng đâu có tiền mà, nó mặn cây nước đồ chứ, nó đi kiếm cá nó bán có vài à. Rồi nó cho. Rồi thằng thứ hai cái không tiền nha. Ê mày đem lên cho tao 100-200 gì có thắng. Cho liền. À. Tại vì cái công việc này vớt củi này cụ thích nên cụ vừa đi vớt vậy. Đúng rồi, cái này là cụ thích, nó không cho đi tôi cũng phải đi nữa. Dạ. Rồi thôi bye bye cụ. À. Đẩy con đẩy cho cụ ra. Ê dạ. Được rồi, con. Dạ. Không cái đường chân chào tới trời đất ơi trời. Nó sao bà bao gì kì vậy? Tao có thấy chiếc nào đâu mà chưa đâu mà bỏ tiền vô bóp để rước. Bỏ tờ giấy 500 chưa bỏ vô bóp kìa, để ngoài kìa. Bỏ trên tay dài nè. Dạ. Cẩn thận. Bỏ vô bóp đi cậu, bỏ hết vô bóp đi. Nhìn. Cái bóp này cũng của người ta cho. Dạ. Rồi bye bye cụ ha. Dạ. Con chào cụ. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Bye bye cụ ơi. Khi nào chú ở đâu xuống nhà? Con ở Đồng Tháp. Đồng Tháp xuống khi nào? Cứ xuống cứ dòm á, có cái chòi phía bên đó với cái nhà bên này. Dạ. Chị bé nằm ngay tôi à.